chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn một... Đây nha. Đây. Cách để làm sao mà để cho chai nước nó có thể đứng yên như này. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn. Cách đầu tiên là mình cầm vào nút này nhá. Đây, mình cầm vào đây. Đây. Nhưng mà mình phải đổ vào nước nhá. Nước này mình đổ đến đây này. Đấy. Này. Nhiều khi cũng thật là khó. Đấy. Nhìn nha. Tay trái này. Đấy. Cái cách này mình cũng hơi bất ngờ khi làm được. Dạ. Vâng. Thì video của mình kết thúc tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.